Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 14 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Phạm Đoan Trang, châu Âu soi lại cam kết nhân quyền của Việt Nam. Phát ngôn viên của Liên minh châu Âu mới đây đã bày tỏ rằng vụ bắt giữ nhà báo tự do Phạm Đoan Trang đã gây nghi vấn về cam kết bảo vệ quyền bày tỏ quan điểm và biểu đạt cả trên mạng lẫn đời thực của chính quyền Việt Nam. Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bà Nablia, phát ngôn viên của Liên minh châu Âu về quan hệ đối ngoại và chính sách an ninh khẳng định, quyền tự do ngôn luận là điều sống còn nhằm bảo vệ sự minh bạch, công bằng xã hội, cũng như sự thịnh vượng và phát triển toàn diện và bền vững. Đây là hình ảnh bà Nabila, phát ngôn viên của Liên minh châu Âu về quan hệ đối ngoại và chính sách an ninh. Phát ngôn viên Marali đã nói tiếp, quyền tự do ngôn luận ôn hòa được bảo vệ bởi hiến pháp của Việt Nam, tuyên bố nhân quyền phổ quát và các công ước quốc tế mà bản thân Việt Nam đã ký kết, trong đó có công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam duy trì các cam kết đó. Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục theo dõi và làm việc với các bên liên quan để cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam, vốn là điều cũng quan trọng trong bối cảnh thỏa thuận thương mại giữa Việt Nam và châu Âu đạt được gần đây. Trước đó, vào hôm 5 tháng 11, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, ông Giorgio Alepetti cho biết thêm trên trang tweet rằng ông cùng với đại sứ các nước thành viên châu Âu khác đã nêu vụ bắt giữ bà Phạm Đoan Trang với Bộ Công an Việt Nam. Trước Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ là một trong những quốc gia đầu tiên bày tỏ quan ngại về vụ bắt giữ ký giả tự do từng có thời gian học tập tại Mỹ này. Đây là hình ảnh tuyên bố trên trang tweet vào hôm 9 tháng 10 của trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách Dân chủ và Nhân quyền và Lao động, ông Robert Adetro, về vụ bắt giữ bà Phạm Đoan Trang. Trong một tuyên bố trên trang tweet vào hôm 9 tháng 10, tức là chỉ 3 ngày sau khi chính quyền Cộng sản Việt Nam bắt giữ bà Trang, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặt trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, ông Robert Destro viết rằng Hoa Kỳ lên án vụ bắt giữ bà Trang. Ông Destro lên tiếng như sau: chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam ngay lập tức thả bà và hủy bỏ mọi cáo buộc. Sau đó, một nhóm các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã gửi thư tới Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, trong đó bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về vụ việc Việt Nam bắt bà Trang, đồng thời kêu gọi nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ thúc đẩy việc phóng thích ký giả tự do này. 12 nhà lập pháp của Hoa Kỳ viết rằng bà Phạm Đoan Trang không vi phạm pháp luật và chỉ thể hiện các quyền tự do cơ bản của mình được đảm bảo trong hiến pháp của Việt Nam, và rằng bà ấy phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện. Trong chuyến thăm được coi là bất ngờ tới Việt Nam hồi cuối tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã trao đổi với các giới chức Việt Nam, trong đó có cuộc gặp riêng với Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, ông Tô Lâm. Hiện chưa rõ nhà ngoại giao hàng đầu của nước Mỹ có lên tiếng về vụ bà Phạm Đoan Trang hay không. Viện dẫn các cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước và làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước. Chính quyền Việt Nam vào hôm 6 tháng 10 đã bắt giữ bà Phạm Đoan Trang ít giờ sau khi kết thúc cuộc đối thoại nhân quyền với phía Mỹ. Đây là hình ảnh bà Phạm Đoan Trang bị Công an Việt Nam bắt giữ vào hôm 6 tháng 10. Bà Trang là tác giả của nhiều cuốn sách, trong đó có cuốn Phản kháng phi bạo lực và Cẩm nang nuôi tù. Trên trang Luật Khoa Báo chí, một tạp chí trực tuyến về luật, chính trị và nhân quyền do chính Phạm Đoan Trang là đồng sáng lập, vào ngày 25 tháng 10, tác giả Trần Phương đã có một bài viết mô tả cuộc đời của nữ nhà báo dũng cảm Phạm Đoan Trang. Phạm Đoan Trang sinh năm 1978 tại Hà Nội, là con út trong một gia đình có truyền thống làm nghề giáo. Bà tốt nghiệp Đại học Ngoại thương chuyên ngành Kinh tế Quốc tế vào năm 2000. Sau khi tốt nghiệp đại học, bà theo đuổi nghề báo và làm công tác tại cơ quan truyền thông lớn của Việt Nam như Vietnam Express, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC hoặc Vietnamnet. Khi công tác tại Vietnamnet, Phạm Đoan Trang là nhà báo Việt Nam đầu tiên viết bài phân tích sâu về quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam. Đó là những bài viết gây tiếng vang lớn trên chuyên trang Tuần Việt Nam của tờ báo mạng. Vào năm 2009, một sự kiện bất ngờ đã bẻ lái cuộc đời bà sang một hướng khác. Đó là vào ngày 27 tháng 8 năm 2009, blogger Người Buôn Gió tên thật là Bùi Thanh Hiếu bị bắt. Một ngày sau đến lượt Phạm Đoan Trang, và rồi blogger Mẹ Nấm tên thật là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng bị bắt vài ngày sau đó. Công an cho rằng cả ba người đã xâm phạm an ninh quốc gia vì đã tham gia in ấn áo phông để chống dự án khai thác quặng bauxit ở Tây Nguyên. Cả ba người được thả lần lượt sau 9 ngày tạm giam.
Về sự việc này, nhà báo Phạm Đoan Trang trần tình như sau: trong 3 blogger, có lẽ tôi là người oan nhất. Theo nghĩa, tôi không hề tham gia in áo, chưa từng trông thấy áo và cũng như không một lần được hỏi ý kiến về vụ việc in áo đó. Sau vụ bị bắt giam vào năm 2009, Phạm Đoan Trang bị báo Vietnamnet sa thải mà không nêu ra lý do. Sau biến cố đó, bà chuyển sang làm việc cho báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh và cộng tác với các báo khác như Tia Sáng, Nhịp Cầu Thế Giới, là một tờ báo tiếng Việt ở Hungary. Đoan Trang vẫn tiếp tục viết các phân tích sâu sắc về mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Vào buổi sáng ngày 5 tháng 8 năm 2012, Phạm Đoan Trang lại bị công an bắt trong một cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội. Đây là hình ảnh bà Phạm Đoan Trang trong cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn với Việt Nam vào ngày 5 tháng 6 năm 2011. Từ năm 2012, Phạm Đoan Trang là một trong những nhà báo đầu tiên ở Việt Nam báo cáo về tình hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam đến quốc tế. Đồng thời, cô cũng cho ra mắt nhiều tác phẩm phổ biến kiến thức cơ bản về chính trị và nhân quyền. Đến năm 2013, Phạm Đoan Trang thông báo nghỉ việc tại báo Pháp Luật ở Thành phố Hồ Chí Minh. Từ cuối năm 2013, Phạm Đoan Trang tham gia nhiều chuyến vận động nhân quyền cho Việt Nam ở Mỹ, châu Âu và Thái Lan. Vào năm 2014, Phạm Đoan Trang đã sang Mỹ theo lời mời của Trung tâm Học thuật nổi tiếng tại Arizona và Trường Đại học Duke, California. Đặc biệt, cô đã tham gia phái đoàn của các tổ chức xã hội dân sự vận động trong phiên kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền tại Liên Hợp Quốc vào tháng 2 năm 2014, phiên điều trần về nhân quyền Việt Nam tại Thượng viện Canada vào tháng 4 năm 2014 và nhiều sự kiện quốc tế khác. Vào ngày 26 tháng 1 năm 2015, Phạm Đoan Trang đã trở về Việt Nam và cô đã bị giữ suốt 15 tiếng đồng hồ ở sân bay và bị theo dõi chặt chẽ sau khi về được với nhà. Sau đó, cô bị công an bắt giữ tùy tiện khi làm phiên dịch cho gia đình tử tù Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Trường trong buổi vận động tại Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội. Hai tuần sau ngày trở về nước, công an đã phát tán những bức ảnh riêng tư của Đoan Trang mà họ vẫn thu giữ từ lúc thu máy tính của cô 6 năm trước. Vào tháng 3 năm 2015, công an đã đổ keo vào khóa cửa nhà Phạm Đoan Trang, khiến cô không thể đến họp tại Đại sứ quán Đức ở Hà Nội. Vào sáng ngày 26 tháng 4 năm 2015, nhóm Vì một Hà Nội Xanh tổ chức tuần hành phản đối chính quyền Hà Nội chặt cây xanh. Trong lúc biểu tình, công an đã cưỡng bức Phạm Đoan Trang cũng như nhiều người biểu tình khác lên xe bus. Sau vụ việc này, Phạm Đoan Trang bắt đầu đi đứng khập khiễng. Vào tháng 5 năm 2015, cô được một bác sĩ chuẩn đoán là khớp gối bị tràn dịch khớp và viêm bao hoạt dịch. Vào tháng 5 năm 2016, Phạm Đoan Trang đi ô tô từ Sài Gòn, nơi cô vừa phẫu thuật khớp gối, ra Hà Nội để gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama, thì bị công an giam giữ 26 tiếng tại tỉnh Ninh Bình. Đây là hình ảnh bà Đoan Trang cùng các hoạt động khác trước trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York vào ngày 24 tháng 1 năm 2014. Từ thời điểm này cho đến ngày cô bị bắt giữ gần đây nhất, Đoan Trang liên tiếp bị công an sách nhiễu bằng đủ các hình thức như giam lỏng tại nhà bà tại Hà Nội, bị công an mặc thường phục đánh khập khiễng khi đến nghe đêm ca nhạc của ca sĩ Nguyễn Tín vào tháng 8 năm 2018 và liên tục bị săn lùng, truy quét. Bất chấp về những nguy hiểm kề cận, Phạm Đoan Trang vẫn tiếp tục viết sách, báo cáo về môi trường, chính trị và nhân quyền, đồng thời nâng đỡ, hỗ trợ những nhà hoạt động trẻ tuổi. Vào tháng 2 năm 2018, Tổ chức Phi lợi nhuận nổi tiếng thế giới có trụ sở tại Cộng hòa Séc quyết định trao tặng cho Phạm Đoan Trang giải thưởng Homo Homini, giải thưởng thường niên nhằm vinh danh các nhà báo, nhà hoạt động về nhân quyền và chính trị quả cảm trên thế giới. Vào ngày 12 tháng 9 năm 2019, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã quyết định trao giải thưởng Tự do báo chí năm 2019 là hạng mục ảnh hưởng cho Phạm Đoan Trang. Sau khi bà Phạm Đoan Trang bị bắt, cộng sự của bà đã chia sẻ bức thư bà để lại. Bức thư đề ngày 27 tháng 5 năm 2019, bà Trang viết về khả năng bà có thể phải đi tù. Trong đó, ký giả Tự do nói rằng: "Tôi không cần tự do riêng cho mình. Nếu chỉ có vậy thì quá dễ. Tôi cần cái lớn hơn như thế, đó là tự do dân chủ cho cả Việt Nam." Trong đó, lá thư có đoạn như sau: "Chúng tôi không phải là hàng hóa để nhà nước cộng sản đem mặc cả với nước ngoài để đổi lấy các hiệp định thương mại hay là các thỏa thuận này nọ, để đổi lấy những lợi ích cho các tập đoàn cầm quyền chứ không phải là của người dân. Chúng tôi không chấp nhận cái địa vị hàng hóa đó. Và tôi muốn rằng nếu mình có đi tù thì giới hoạt động dân chủ phải là một lực lượng đàm phán với nhà nước
trong đó tập trung nhấn mạnh vào việc đòi thông qua luật bầu cử mới và luật tổ chức quốc hội mới. Bản án càng dài thì xin các bạn càng tận dụng nó vào việc đàm phán và gây sức ép lên chính quyền Việt Nam, buộc chính quyền phải thực hiện các yêu cầu của chúng ta. Các tờ báo quốc tế như The New York Times, AP, Reuters, Washington Post, Economist, Bloomberg, Agera hoặc Deutsche Welle, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ hoặc BBC, Bangkok Post không chỉ đưa ra thông tin về vụ bắt giữ nhà báo Phạm Đoan Trang mà còn khắc họa lên sự đàn áp nhân quyền ở đất nước cộng sản như Việt Nam. Nhiều tổ chức uy tín trên thế giới đã chỉ trích chính quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền trắng trợn sau vụ bắt giữ bà Phạm Đoan Trang và yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho Phạm Đoan Trang. Thông tin từ bạn bè quản lý tài khoản Facebook của bà Đoan Trang hôm 6 tháng 11, tròn một tháng kể từ ngày bà bị bắt cho biết, gia đình bà đã đến trại giam số 1 Hà Nội gửi qua nhiều lần nhưng chỉ gặp được bà qua chữ ký mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 14 tháng 11 năm 2020 với bản tin Vụ Phạm Đoan Trang, châu Âu soi lại cam kết nhân quyền của Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de